Giá cà phê ngày 12 tháng 5 năm 2024, hai sàn cuối tuần yếu đi khi đồng USD tăng giá. Giá cà phê trong nước hôm nay khoảng 99.500 đến 101.000 đồng/kg. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 99.000 đồng/kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắc giá cà phê hôm nay ở mức 101.000 đồng/kg. Tại huyện Ia leo Đắk Lắk, Buôn Hồ. Đắk Lắk giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 100.100 .100 đồng kg. Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 100.000 đồng kg tại Gia Nghĩa và 99.900 đồng kg ở Đắk Trờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 99.500 đồng kg. Chư Prong, ở Pleiku và Lagrai cùng giá 99.400 đồng kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 99.500 đồng kg. Thị trường cà phê trong nước khá ổn định so với cùng thời điểm hôm qua. Trong phiên cà phê Arabica tháng 7 trên sàn giao dịch thế giới đã có lúc đạt mức cao nhất trong một tuần nhưng sau đó giảm trở lại do một số đợt bán kỹ thuật trước khi nghỉ cuối tuần và cũng ảnh hưởng bởi đồng USD trở nên mạnh hơn. Giá cà phê cơ bản vẫn còn nhận được hỗ trợ từ thông tin lượng mưa không đủ ở Việt Nam và Brazil. Tuy nhiên, người bán cũng trở lại với thị trường mỗi khi giá có những đợt tăng trở lại. Tổng cục Hải quan Việt Nam đã báo cáo rằng xuất khẩu cà phê tháng 4 của Việt Nam giảm sụt tới 19,5% so với cùng kỳ năm trước, nằm ở mức 152.073 tấn. Nguồn cung cà phê Robusta bị khan hiếm từ Việt Nam, nước sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới, là một yếu tố tăng giá trong thời gian qua. Trung tâm dự báo của cơ quan thời tiết quốc gia thuộc chính phủ Hoa Kỳ đã báo cáo rằng hiện có 49% khả năng loại thời tiết La sẽ phát triển từ tháng 8 và sẽ kéo dài đến cuối năm nay. Trong trường hợp La thì sẽ gây ra hiện tượng làm mát, gây ra khô hạn hơn ở các khu vực thuộc lục địa phía Nam châu Mỹ và mang tới mưa quá mức ở các khu vực xích đạo có thể ảnh hưởng đến các quốc gia thuộc vành đai Thái Bình Dương. Dự trữ cà phê Arabica đã qua phân loại được chứng nhận nắm giữ trên thị trường New York được cho là đã tăng 11.943 bao vào cuối ngày thứ Sáu, ghi nhận lượng tồn kho này ở mức 699.616 bao. Về mặt kỹ thuật, loại hàng Robusta vẫn như đang chực chờ một sự bùng nổ trở lại. Những nhà đầu tư trên sàn có thể hy vọng vào sự hồi phục ngắn này. Tuy nhiên về trung hạn, có lẽ loại hàng Robusta sẽ có một đợt giảm sụt bởi sự bán thanh lý vị thế cũng chỉ vừa mới bắt đầu trong thời gian qua. Cà phê Arabica tháng 7 giao dịch vào thứ Sáu đóng cửa ở mức giảm âm 0,3 cent bao và cà phê Robusta đóng cửa tăng một nằm ở mức 3.440 đô la tấn. Trong phiên cà phê Arabica tháng 7 đã có lúc đạt mức cao nhất trong một tuần nhưng sau đó giảm trở lại do một số đợt bán kỹ thuộc trước khi nghỉ cuối tuần và cũng ảnh hưởng bởi đồng đô la trở nên mạnh hơn giá cà phê cơ bản vẫn còn nhận được hỗ trợ từ thông tin lượng mưa không đủ ở Việt Nam và Brazil. Tuy nhiên, người bán cũng trở lại với thị trường mỗi khi giá có những đợt tăng trở lại. Hôm thứ Sáu tuần rồi, Tổng cục Hải quan Việt Nam đã báo cáo rằng xuất khẩu cà phê tháng 4 của Việt Nam giảm sụt tới 19,5% so với cùng kỳ năm trước, nằm ở mức 152.073 tấn. Nguồn cung cà phê Robusta bị khan hiếm từ Việt Nam. Nước sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới là một yếu tố tăng giá trong thời gian qua. Trung tâm dự báo của cơ quan thời tiết quốc gia thuộc chính phủ Hoa Kỳ đã báo cáo rằng hiện có 49% khả năng loại thời tiết La sẽ phát triển từ tháng 8 và sẽ kéo dài đến cuối năm nay. Trong trường hợp La thì sẽ gây ra hiện tượng làm mát gây ra khô hạn hơn ở các khu vực thuộc lục địa phía Nam châu Mỹ và mang tới mưa quá mức ở các khu vực xích đạo có thể ảnh hưởng đến các quốc gia thuộc vành đai Thái Bình Dương. Dự trữ cà phê Arabica đã qua phân loại được chứng nhận nắm giữ trên thị trường New York được cho là đã tăng 11.943 bao vào cuối ngày thứ Sáu, ghi nhận lượng tồn kho này ở mức 699.616 bao. Về mặt kỹ thuật, loại hàng Robusta vẫn như đang chực chờ một sự bùng nổ trở lại do lỗ hổng bị tạo ra mà chưa được lắp lại bởi sự rớt giá xảy ra vào ngày mùng 7 tháng 5 vừa qua, đang nằm ở mức 3.534 đô la tấn. Những nhà đầu tư trên sàn có thể hy vọng vào sự hồi phục ngắn này. Tuy nhiên về trung hạn, có lẽ loại hàng Robert Star sẽ có một đợt giảm sụt bởi sự bán thanh lý vị thế cũng chỉ vừa mới bắt đầu trong thời gian qua.